Bạc hà là một loại cây thảo mộc rất dễ chăm sóc, có hương thơm dễ chịu và thường được chiết xuất để làm tinh dầu. Ngoài ra, đây cũng là một loại cây rất tốt cho sức khỏe, có công dụng làm đẹp, chữa bệnh và nhiều công dụng hữu ích khác cho cuộc sống. Chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của cây bạc hà để hiểu hơn về cách sử dụng của loại cây này. Giảm cân và làm đẹp. Từ lâu, lá bạc hà đã trở thành một trong những nguyên liệu giúp giảm cân, làm đẹp khá dễ tìm, được nhiều chị em phụ nữ tin dùng. Nhờ có tác dụng hấp thu nhanh các chất dinh dưỡng, kích thích hệ tiêu hóa và hoạt động trao đổi chất, lá bạc hà sẽ giúp cho bạn nhanh chóng hoàn thành mục tiêu giảm cân của mình. Lá bạc hà đem giã nát, đắp lên những vùng da bị mụn hoặc sẹo do mụn sẽ giúp cho các nốt mụn và sẹo thâm biến mất, trả lại làn da sáng đẹp cho bạn. Bạn cũng có thể trộn hỗn hợp lá bạc hà xay nhuyễn với mật ong để bôi lên da nhằm làm sạch và giúp se khít lỗ chân lông. Tăng cường hệ thống miễn dịch, trị ho, cảm mạo, nhức đầu. Bạc hà có chứa khá nhiều các hoạt chất như canxi, vitamin B và kali giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Khi bị nhức đầu, ho, cảm mạo, bạn chỉ cần lấy 6g lá bạc hà cùng với 6g kinh giới, 6g hành hoa, 5g phòng phong, 4g bạch chỉ đem hãm với nước sôi trong vòng 20 phút, uống khi còn nóng. Sau khi đắp chăn và nằm nghỉ ngơi sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Làm sạch đường hô hấp, trị viêm xoang, hen suyễn. Nhờ chứa nhiều hợp chất chống viêm romarinic acid, bạn chỉ cần lấy một vài giọt tinh dầu bạc hà, có thể thay bằng lá bạc hà tươi, pha với nước sôi, xông hơi trực tiếp sẽ giúp làm sạch xoang mũi bị tắc và chống nhiễm trùng. Các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu và chứng minh bạc hà giúp điều trị hen suyễn và các chứng dị ứng do nhiễm trùng nấm. Trị buồn nôn. Khi đi tàu, xe, máy bay, nhiều người được khuyên là nên sử dụng một ly trà bạc hà nóng để tránh buồn nôn. Bạn cũng có thể cho từ 3 đến 4 giọt tinh dầu bạc hà vào khăn tay để đưa lên mũi ngửi sẽ giúp cho tâm trạng thoải mái và ít nôn hơn. Khử mùi hôi trong nhà, xua đuổi côn trùng. Chỉ cần vài giọt tinh dầu bạc hà vào máy xông hơi để hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa khắp nhà, toàn bộ mùi hôi sẽ được khử sạch giúp đem đến cảm giác dễ chịu, thoải mái cho bạn. Trồng bạc hà trong nhà hoặc phun tinh dầu bạc hà pha loãng với nước sẽ giúp xua đuổi côn trùng cực kỳ hiệu quả. Chữa dị ứng, vết cắn côn trùng. Giã nát bạc hà tươi, đắp lên vùng da bị dị ứng hay vùng da bị côn trùng cắn sẽ giúp làm dịu và mát vùng da của bạn nhanh chóng. Giảm hôi miệng. Hôi miệng là một trong những triệu chứng phổ biến thường gặp ở rất nhiều người, khiến bạn cảm thấy mất tự tin và ngại giao tiếp. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên nhai trực tiếp vài nhánh bạc hà hoặc uống một ly bạc hà sau khi ăn hoặc cảm thấy hơi thở bắt đầu có mùi. Chữa trầm cảm, làm giảm stress. Một số hoạt chất đặc biệt trong lá bạc hà có tác dụng giúp tâm trạng của bạn ổn định và kích thích giác quan cũng như khiến bạn năng động hơn. Uống một ly bạc hà vào ban đêm cũng giúp cho bạn dễ ngủ và giảm stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Phân biệt cây bạc hà và cây húng lủi. Hiện nay khá nhiều người nhầm lẫn giữa cây bạc hà và cây húng lủi, bởi lẽ hai loại cây này cùng một họ cũng là loại rau ăn được. Xin nói rằng cây bạc hà không phải là cây rau húng lủi. Cách phân biệt đơn giản của hai loại rau này là khi quan sát, bạn sẽ thấy lá của bạc hà đẹp hơn lá húng lủi. Lá bạc hà có răng cưa nhỏ, còn rau húng lủi thì không, và bề mặt của lá bạc hà ít sần sùi hơn là rau húng. Và điểm để nhận biết sự khác biệt giữa hai loại cây là hương vị của mỗi loài. Đối với bạc hà có hương vị thơm nồng và tính the mát nhiều hơn so với húng lủi, có vị cay cay, thơm thơm như mùi kem đánh răng, còn rau húng mùi khác và thường ăn kèm với rau sống. Vì vậy, cách tốt nhất để nhận biết bạc hà và húng lủi đó là vỏ nát lá và cảm nhận hương vị. Mong rằng qua nội dung này, các bạn đã biết thêm về tác dụng của cây bạc hà và biết cách sử dụng chúng hiệu quả. Trồng ngay loại cây này để vừa trang trí, vừa có thể giúp căn nhà của bạn có thêm sự thoáng mát, trong lành. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, like, chia sẻ và bình luận để ủng hộ kênh Y học cổ truyền của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!